ơi, sao mà chị người cho, lấy đồ nhà bà đi hết vậy con? Nó nói là bạn của con. Đến hạn phải lấy thôi chứ làm sao bà. Ê, sao mà con nói ông bà cứ xài thoải mái, từ từ trả cũng được mà. Từ từ để ông bán đất ở hôm nay rồi ông trả chứ gì đâu mà vô nhà dọn đồ hết để. Cái đất ở hôm nay á, ông cứ để đó, xây hai cái hố cho hai người luôn đi. Ông ơi, đừng có nhận có tháo bản mình treo bản. Cái gì? Ông trả lại ai? Ơi chưa mấy người, trời ơi, cái gì ai cho phép mấy người, ai cho phép mấy người là ông ơi, đi đi, lỏng gọng, mày, mày làm chuyện này hả Long ơi, cháu ơi, anh yêu à, sao không đợi anh ngoài vào đây cho nóng bức với em, ông ngoại chán lắm anh yêu. Đây là ông nội của mình phải không? Con chào ông. Hai đứa mình đến từ bao giờ? Như thế này từ bao giờ rồi? Từ lâu rồi ông ơi. Con xin lỗi cả nhà. Cũng tại con chơi với thằng bạn khốn nạn cho nên nhà ta mới ra nông nổi đây. Thôi có gì để mai tính đi, bây giờ tối rồi ngủ đi con. Thôi cả nhà ngủ đi. Phòng chật lắm nha Hạnh. Dạ. Đừng có xì hơi nha con. Bây giờ ăn cũng không có ăn làm đâu mà có hơi đâu mà xì à ba. Bình à, Bình. Bình. Ông ơi, đó là thằng Long mà. Ủa? Đi về ông. Rồi thằng... Trời đất ơi, sao con là mặc áo số 4? Dạ thì tại vì nãy con làm áo con dơ nên là con mặc đỡ. Không có được, con mặc áo đúng của con đi. Trời đất, con tự nhiên mặc áo số 4 kỳ cục quá. Dạ ông ơi, nhân đây con xin trình bày một vài việc là ông cho con thay đổi số áo nha. Thì sao? Tại vì con to hơn Mẫn, con phải mặc số 5, Mẫn mặc số 6 mới hợp lý. Cho mặc số 5 nha ông. Số 5 của ông Mẫn hơn. Dạ. Thằng này chuyện đâu ra vô nhà người ta đòi hỏi này nọ này kia vậy? Tôi xin phép ông chứ xin phép bạn đâu mà bạn lên tiếng. Ông ơi, thằng này nó đồ hạ cấp ông. Ông đừng nghe lời nó. Chuyện đâu ra vô nhà người ta đòi hỏi tùm lum la. Nói lại coi. Đồ hạ cấp. Nó là hạ cấp ba. Dùng từ mà cũng sai nữa. À đúng rồi, hạ cấp. Ê, thôi, thôi. Ông ơi, ông ơi. Cái gì vậy? Muốn quýnh người ta nữa hả? Trời đất ơi, dữ dữ sợ à. Ờ, Minh đâu? Minh đi mua kem rồi không ạ? Kem hả? Dạ. Thôi chờ kem về, ăn cho nó mát. À, để đó con, bye anh. Dạ, con chào ông nội, con chào chú à. Cảm ơn con. Dạ. Con mời ông nội à. À, cảm ơn con. Dạ, con mời chú à. Cảm ơn con. Dạ. Dạ, xin phép ông nội, khi chú con đi học à. À, đi học đi con. Thằng này tôi thấy được á. À, ai? Thằng này tôi thấy được. Được cái gì anh? Nhìn tướng nó tôi thấy nó có vẻ như hiền lành trung thực. À. Anh phải đối xử tốt với nó nè. Biết đâu mai mốt mà anh được nhờ gì nó đó. Vậy hả? À, ngay từ đầu tôi gặp nó tôi thấy nó hiền lành, dễ thương, nó ngoan đó. Tôi cũng thích nó. Anh ăn bánh nha. Cảm ơn anh. Dạ. Con chào ông, chào chú. Ông ơi. Gì con? Nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Ồ. Con xin tặng ông một bó bông ạ. Một bó? Một màu hồng. Dễ thương quá. Dạ. Trời đất ơi. Chúc ông nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc nha ông. Em cảm ơn con. Dạ. Thôi, đến giờ con phải đi học rồi ông à. Con xin phép ông nha. Dạ, con chào chú. Dễ thương. Này, có thể Vu Lan báo hiếu là tặng bông cho tôi nữa chứ trời. Đứa nào vậy? Hả? Ông hỏi ai? Cái thằng đó hả? Cái thằng cháu. Nó tới đây chơi hoài à. Tôi coi như con cháu trong nhà nó là bạn thân con cháu nội tôi. Khoảng trắc.
là người phản trắc. Không đáng tin. Toàn nãy hả? Hay là ông hai mày hả? Sao ông nhìn sao ông nói nó phản trắc? Thiên cơ bất khả lộ. Bất khả lộ. Nhìn tướng mà đánh giá được bản chất. Đẹp trai mà. Ông cứ thử nhìn cái khuôn mặt đẹp trai của nó đi. Vừa mê muội lòng người, vừa có một cái chút gì đó khó nói lắm. Phản bội, thật Lâm là người dễ phản bội sao? Phản trắc là người phản trắc, không đáng tin. Ông cứ thử nhìn cái khuôn mặt đẹp trai của nó đi. Vừa mê muội lòng người, vừa có một cái chút gì đó khó nói. Dạ ông ơi, nhân đây con xin trình bày một vài việc. Là ông cho con thay đổi số áo nha. Sao? Tại vì con to hơn Mẫn, con phải mặc số 5, Mẫn mặc số 6 mới hợp lý. Cho mặc số 5 nha ông. Đúng rồi, nói mới nhớ. Sao thằng nhóc nó sống ở nhà mình giống như là nhà trọ của nó vậy cả? Mà hình như nó cũng chiếm luôn vị trí mấy đứa cháu cưng của mình luôn nữa. Thằng nhỏ đó bị sao vậy? Gia đình nhà cửa bình thường mà sao có tới nhà mình đóng vai con cháu chứ? Rồi còn tặng hoa cho mình nữa. Mình đâu phải là ông trụ của nó mà sao nó cứ muốn làm thành viên họ Nguyễn Đức vậy? Chắc chắn nó phải có âm mưu nào đó. Ông ơi, ăn miếng bánh đi ông. Ăn bánh và uống sữa nha. Ô ô ô trời, ô cưng. Cưng quá. Ông nghĩ bà Năm đúng không? Ai còn kiếm ai? Kiếm ai? Vô rồi. Búng tay kìa bà ơi. Coi tivi mở cho nó. Cái gì vậy? Cái gì mấy mấy cậu làm cái gì vậy? Tự nhiên mà khiến đồ trong nhà tôi. Khiến đồ trong nhà tôi là sao? Đứng lại. Mày ấy. Ông bà nhớ anh Kim Long không? Kim Long nào? Anh Long kêu tụi tôi tới đây á, lấy đồ để xiết nợ hai ông bà đó. Ai cho? Ơi, ông ơi, nói rồi xuống. Trời ơi, ông ơi, con chào hôn ông ơi. Tôi can ông. Trời ơi, tôi can ông á. Tôi kêu không ăn bây giờ. Trời ơi, xâm nhà cướp đồ. Kim Long, Kim Long nào bà ơi? Ông ơi, Kim Long là ai? Kim Long là bạn của thằng Minh á ông à. Hả? Bạn cháu nội mình hả? Long nè, Long ơi. Nó nè. Long ơi, Long. Long ơi. Con ơi, sao mà người cho lấy đồ nhà bà đi hết vậy con? Nó nói là bạn của con. Đến hạn phải lấy thôi chứ sao bà? Sao mà con nói ông bà cứ xài thoải mái, từ từ trả cũng được mà. Từ từ để ông bán đó rồi hôm nay rồi ông trả chứ gì đâu mà vô nhà dọn đồ hết vậy. Cái đất là hồ nai á. Ông cứ để đó xây hai cái hố cho hai người luôn đi. Ông ơi, khổ hả bà nội mày. Ông ơi, mày giận ông ơi. Bà ơi, thằng này hồi nhỏ nó ăn trực nhà mình, bây giờ nó đối xử với mình, nó ăn trực vậy chứ bây giờ nó vẫn còn ăn trực mà nó đối xử mình vậy đó. Tôi di du trong bà là 3 ngày rồi, giờ đến thời lượng là tôi tịch thu hết căn nhà này nghe chưa? Trời ơi trời. Con nhớ hồi đó ông bà thương con cỡ nào, ông bà đối xử tốt với con cỡ nào hả Long? Mà sao giờ con đối xử với ông bà như vậy? Ha sao? Bà nói con mình nhớ đó. Hình như con gặp ngược đãi con hay sao bà nhớ không bà? Trời ơi. Con ngược đãi nữa đó. Trời ơi, nó nói vậy hết rồi bà ơi. Ông nó ơi. Cạn tàu ráo quá rồi bà ơi. Tụi mày đâu? Mấy kia đâu rồi? Kêu nó vô đây làm chi? Còn chỗ nào tịch thu? Tịch thu hết cho tao. Trời ơi, cho mấy người đi vô nhà tôi. Ông ơi. Uống lẹ, để ra nó lấy bây giờ. Ông ơi. Uống lẹ đi. Nó lấy luôn sữa bây giờ. Lấy hết rồi. Tôi không
sao mày dám? Không lẽ nào mình thương nó lắm kìa mà. Ông ơi, ông ơi, có chuyện lớn rồi ông ơi. Chuyện gì? Có người đến xiết phòng khám của mình đó. Ông nghe ngoài liền đi ông ơi. Đi. Ông ơi, ông nhìn kìa, họ tháo bản mình treo bản. Cái gì? Ông trả lại. Ai? Ơi cho mấy người. Trời ơi. Cái gì? Ai cho phép mấy người? Ai cho phép mấy người là? Dạ. Ông ơi. Đi đi. Lòng gọng. Mày. Mày làm chuyện gì hả Long ơi? Chào ông nội nha. Tại sao mày dám làm như vậy? Long, mày trả lại cho tao mà. Trả lại cái gì? Phòng khám mấy chục năm của tao mà trời. Ông đừng có làm giả bộ mặt oan đức đó nghe chưa? Đáng lý tôi xiết nợ này từ lâu rồi nha. Long ơi, ông biết ông sai rồi. Ông lại, ông ơi, đây là tâm huyết cả mấy chục năm trời của ông. Trả lại cho ông đi con. Ông ơi, giữ sức khỏe mà còn nhận ông. Trả lại cho ông hả? Ông đừng nghĩ là ông cho tôi ăn ở nhà ông suốt 20 năm mà tôi phải nợ ông cả đời nha. Trời ơi, thằng phản bội. Mình không còn là con người nữa hay sao? Trời ơi, trả lại cho tao. Ôi trời ơi, anh yêu à. Sao ông đợi anh ngoài vào đây cho nóng bức vậy em? Ông ngoại chán lắm anh yêu. Đây là ông nội của Minh phải không? Con chào ông. Hai đứa mày đến từ bao giờ? Như thế này từ bao giờ rồi? Từ lâu rồi ông ơi. Ủa? Mà quên nữa, cho hỏi thăm thằng gì đó, thằng cháu đích tôn của ông thằng Minh đó. Học xong chưa? Trời ơi, sao mang tiếng học giỏi mà học mấy chục năm chưa ra trường với ông? Hả? Đi em. Đừng lại. Ai đưa mày đứng lại, trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Ông ơi, giờ mình mất phòng khám rồi sao hả ông ơi? Ông ơi. Con xin lỗi cả nhà. Cũng tại con chơi với thằng bạn khốn nạn cho nên nhà ta mới ra nông nổi đây. Thôi có gì để mai tính đi, bây giờ tối rồi ngủ đi con. Thôi cả nhà ngủ đi. Phòng chật lắm nha Hạnh. Dạ. Đừng có xì hơi nha con. Bây giờ ăn cũng không có ăn làm đâu mà có hơi đâu mà xì à ba. Ba nằm xuống trước đi rồi tới con. Ngủ đi. Tới nằm xuống nuôi rồi. À da, trời ơi. Đụng, sao không ba? Đụng đầu rồi. Trời ơi, nằm kiểu này chắc bị thối quá, cột sống cổ quá. Con nhường cho nội với ba nằm thẳng với con nằm nghiêng nè. Ủa? Minh? Dạ? Sao không ngủ đi con? Có chỗ đâu mà nằm ngủ mẹ. Gia đình chúng ta rộng quá mà. Trời ơi! Cũng tại con! Anh ơi! Trần Ngọc! Trần Ngọc! Thôi mà! Anh ơi! Thôi! Anh ơi à! Nằm chung với chú nè! Con cảm ơn chú. Cứ nằm xuống ngủ đi. Trời, mày đạp mặt chú luôn vậy đó hả? Chỉ có chú là thương con. Cái đồng đó đừng có la, mệt quá đi. Trời ơi, em quá. Anh ơi à, hay là anh hai qua chỗ của em nằm đi. Em ra ngoài công viên em ngủ cho anh, nhường chỗ cho anh hai nha anh hai. Nằm xuống đi. Thôi, trời ơi, đã chặt rồi cứ di chuyển hoài. Rồi đập tay vô tường, bụi tường nó bay vô mắt ba nữa, nằm xuống đi. Nằm xuống đi mở. Nằm cứ có chèm mà tay chân phải dậy mà có con nói chuyện hoài. Cái gì đâu mà đè chịu. Ây da. Con đừng nhúng Minh. Con chú thích chịu nổi. Xin lỗi chú. Chịu khó một đêm nha chú. Anh ơi, em thương anh ơi quá anh ơi. Trời ơi. Đất ơi. Anh ơi. Trời ơi là trời. Ngủ đi nha. Anh ơi, có ai tắt đèn giùm không? Ừ, trời ơi, đừng mở đèn nó la hoài kìa. Trời ơi,
Thôi ngủ 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 cả nhà ngủ đi. Ba đứng em cái không có điểm tựa nó tuột luôn rồi ba. Thái ơi nào. Đi con, ngủ đi con. Nó nài quá nài ơi. Thôi ngủ ngủ mẹ 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 ngủ đi mẹ. Thái ơi. Ai trời ơi. Quần quýnh đó trúng luôn tới ba kỳ hạnh ơi. Con nói mẹ rồi hồi xưa giết nó đi rồi đẻ đứa khác mẹ không nghe. Kêu ngủ nghe không? Ôi tầm bậy tầm bạ không à. Ngủ đi nghe. Trời ơi ai vậy? Thì còn ai nữa? Ôi, sáng mới gặp ông, giờ lại gặp nữa rồi. Nhân ngày Vu Lan báo hiếu, con chúc ông thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc nha ông. Ông à, không biết rằng ngày hôm nay bà nấu món gì, không biết con có thích không ta, hợp khẩu vị không ta? Ông à, nãy giờ con về rồi, không biết Minh nó về chưa ta? Hôm nay ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Chắc mình chưa đủ hiếu. Cần cố gắng thêm. Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Bà ơi! Ông ơi sao ông xuống lâu vậy nhỉ? Trời ơi! Giang ơi! Ông ơi! Ôi! Ông đây rồi! Mình đi ăn chứ nhỉ? Ừ đi đi! Dạ! Đi. Đã. Sao đây lễ Vu Lan mà không về nhà vậy con? Ôi sáng con có tặng hoa cho bố mẹ con hết rồi. Ngày lễ mình phải tặng hoa cho gia đình mình chứ. Nhưng mà gia đình bên này con cũng phải qua bên này con đi ăn đấy chứ. Hai bên gia đình nên hơi khổ ông ạ. Long là bạn đời của con mà nói. Đi ba, ai cũng đói rồi đi mình tranh thủ đi ba. Đi. Có về đủ đây đủ người hả? Mẫn đâu? Mẫn đâu? Dạ, Mẫn nó mắc công chuyện rồi, tí xíu nó tới sau á chú. Thằng này không chịu ăn năn hối cải còn đi đâu nữa trời. Ủa rồi con vợ con đâu? À, vợ con nói là phỏng vấn với ai bên Lào đó, rồi giờ tới sao? Ồ, vậy là mấy người đó tới sao thôi, mình đi đi con, đi. Hôm nay ngày lễ Vu Lan, con muốn báo hiếu cho ông cách ăn thật nhiều món ngon. Mình đi ăn thôi. Đi. Báo hiếu nào. Hôm nay con báo hiếu cho ông ơi, đi đâu nổi. Đi. Thằng này gốm thiệt. Cái gà ngon quá bà. Đồ ăn nhà hàng làm ăn được ghê á. Dạ. Mọi người kêu thêm đồ ăn đi. À, cái hải sản đi con. Đúng rồi, hải sản. Con thích hải sản lắm á, nổi tiếng hải sản lắm á. Bà cũng thích hải sản nữa. Cái nhà hàng này con ăn rồi. Món hải sản này thật sự là không có ngon. Mấy món thịt nó ngon hơn nhiều. Thịt hả? Dạ. Thịt nướng cũng được á chú. Con thích thịt nướng lắm á. Kêu thịt đi con. Thì cứ thật nha. Ừ. Ông cứ thử nhìn cái khuôn mặt đẹp trai của nó đi. Vừa mê mụi lòng người, vừa có một cái chút gì đó khó nói. Phải rồi, dịch chỉ thấy nó có tướng phản bội thiệt mới nói thích hải sản nhất, xong bây giờ chuyển qua thích món thịt. Hai, cho em đi rượu anh hai. Bye bye. Đây, được rồi, để anh rót cho. Chú cho anh hụp nha chú. Hụp cái gì, con nít uống rượu cái gì? Nói một hụp mới đâu có say đâu chú. Cho một hụp nha, đúng một hụp nhỏ thôi. Không à, thôi. Uống một hụp đâu có say ông đâu. Uống ông xỉn nữa. Một hụp làm sao mà xỉn được, cho một hụp thôi nha. Rồi, uống đi con. Nhìn đó. Quá đã. Thôi đừng uống nữa nha. Đồ lật mặt. Ông nói gì vậy? Ủa ba uống mà sao không cụng ra giờ?
Ủa sao hai người kia chưa tới ta? Đúng rồi, chú sao chưa tới nữa ta? Lâu ghê. Minh Minh, ăn con tôm mày đi này Minh. Ừ, cảm ơn ông. Giống lẩu băng chiền quá vậy. Tôm hơi bị ngon đấy. Mày ba. Gì? Cái gì? Ông làm gì vậy? Phản bội. Ủa ông đi đâu vậy ông? Ba, ba đâu vậy ba? Ba ơi ba. Ông này sao chở trứng nữa rồi? Đang ăn vui vẻ tự nhiên làm gì trời? Sao mày phản bội ba chú? Con đâu có làm đâu. Ủa Minh, tôi làm gì sai sao tiền ông giận tôi hả? Gửi cho đức tôn uy quý đức Minh của ông Minh Đạt. Trong cuộc sống của mình, ông đã rút ra được 10 bài học quý giá. Ông hy vọng con sẽ khắc cốt ghi tâm nó. Thứ nhất, đừng nên quá tin tưởng Kim Long. Thứ hai, đừng trao cả tấm lòng của con cho Kim Long. Thứ ba, đừng nói những bí mật của con cho Kim Long. Thứ tư, nếu có bạn gái, tuyệt đối không cho Kim Long gặp. Thứ năm, đừng để như giọt nước mắt của Kim Long đánh lừa con. Thứ sáu, đừng cho Kim Long thấy giấy tờ sổ sách của con. Thứ bảy, đừng cho Kim Long thấy tiền của con. Thứ tám, phải cảnh giác khi Kim Long đối xử tốt với con mà không có lý do. Thứ chín, đôi lúc nụ cười của Kim Long sẽ làm con khóc, nên con phải cẩn thận. Thứ mười, kết luận cuối cùng là con đừng chơi với Kim Long nữa.